toàn cảnh quốc tế ngày 7 tháng 8. Hamas chỉ định lãnh đạo kế nhiệm Hanien. Hezbollah tuyên bố đáp trả mạnh mẽ Israel bất kể hậu quả. Bà Harris lần đầu vận động tranh cử cùng phó tướng. Ông Shogu cảnh báo Ukraine càng trì hoãn đàm phán thì điều kiện càng khó khăn. Niger cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine. Úc và Mỹ thảo luận tăng cường hợp tác quốc phòng. Học giả Trung Quốc bị buộc tội làm đặc vụ nước ngoài ở Mỹ. Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục toàn cảnh quốc tế thứ tư ngày 7 tháng 8 của Đài Kỳ Nguyên. Sau đây là nội dung bản tin. Ngày 6 tháng 8, Hamas đã chỉ định lãnh đạo Gaza Yahya Sinwar làm người kế nhiệm cựu lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh. Trong một động thái củng cố con đường cực đoan, được theo đuổi kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel. Sinwar, người đã gây ra cuộc tấn công thảm khốc nhất vào Israel trong nhiều thập niên, đã ẩn náu ở Gaza, bất chấp những nỗ lực của Israel nhằm sát hại ông ta kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Hamas cho biết trong một tuyên bố. Phong trào kháng chiến hồi giáo Hamas tuyên bố lựa chọn chỉ huy Yahya Sinwar làm người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào kế nhiệm chỉ huy Ismail Haniyeh đã tử vì đạo. Tin tức này được đưa ra khi Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Iran sau vụ sát hại Haniyeh ở Tehran. Một nhà ngoại giao khu vực quen thuộc với các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar làm trung gian cho biết, việc Hamas bổ nhiệm lãnh đạo mới có nghĩa là Israel cần phải đối mặt với Sinwar về giải pháp cho cuộc chiến ở Gaza và các con tin nước ngoài vẫn bị giam giữ trong khu vực này. Đó là thông điệp về sự cứng rắn và không khoan nhượng. Sinwar, người đã dành nửa cuộc đời trưởng thành của mình trong các nhà tù ở Israel, là thủ lĩnh Hamas quyền lực nhất còn sống sau vụ ám sát Hanyan. Sinh ra trong một trại tị nạn ở thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza, Shingur 61 tuổi được bầu làm lãnh đạo Hamas ở Gaza vào năm 2017. Sau khi nổi tiếng là kẻ thực thi tàn nhẫn đối với người Palestine, và là kẻ thù không đợi chối chung của Israel. Người phát ngôn quân sự chính của Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, đổ lỗi cho Shinwar về vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và cho biết Israel sẽ tiếp tục truy đuổi ông ta. Ngày 6 tháng 8, lãnh đạo Hezbollah, ông Sayed Hassan Haralan, cam kết sẽ có phản ứng mạnh mẽ và kết quả đối với việc Israel sát hại chỉ huy quân sự của họ vào tuần trước, bất kể hậu quả ra sao. Hezbollah cho biết họ sẽ hành động một mình hoặc với các đồng minh trong khu vực. Ông Nasrallah tuyên bố rằng Hezbollah sẽ đợi thời điểm thích hợp để đáp trả, nhưng không tiết lộ về hình thức hoặc thời điểm. Ông nói thêm rằng mọi nỗ lực quốc tế nhằm thuyết phục Hezbollah không trả đũa đều vô ích. Ông phát biểu trên truyền hình nhân một tuần kể từ vụ ám sát chỉ huy quân đội Hezbollah Fuad Sous ở Beirut bất kể hậu quả thế nào, lực lượng kháng chiến sẽ không để các cuộc tấn công này của Israel trôi qua. Ngay trước khi bài phát biểu bắt đầu, các chiến đấu cơ của Israel đã bay thấp xuống thủ đô Liban, tạo ra một loạt tiếng nổ siêu thanh làm rung chuyển các cửa sổ thành phố và khiến mọi người phải cúi xuống tìm chỗ ẩn náu. Nasrallah bắt đầu bằng cách nói rằng đây là những nỗ lực nhỏ nhen của Israel nhằm khiêu khích người dân. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và thống đốc tiểu bang Minnesota Tim Gua, người vừa được bà chọn làm phó tướng, lần đầu tiên cùng nhau đi vận động tranh cử ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Theo đài CNN, bà Harris và ông Gua cùng bước ra sân khấu tại buổi meeting vận động tranh cử ở Philadelphia tối ngày 6 tháng 8 giờ Mỹ. Sự kiện cũng có sự tham gia của thống đốc tiểu bang Pennsylvania George Shapiro, người từng được coi là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí liên danh tranh cử với bà Harris trong cuộc đua vào tòa bạch ốc năm nay. Bà Harris gọi ông Shapiro là một người bạn thân thiết, một nhà lãnh đạo phi thường. Nữ phó tổng thống bày tỏ tin tưởng với sự trợ giúp của vị thống đốc này, bà sẽ giành chiến thắng ở tiểu bang chiến địa Pennsylvania. Bà Harris cũng công khai lý do chọn ông Wu là phó tướng cho mình trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Bà nói: "Kể từ ngày tuyên bố tranh cử, tôi đã quyết tâm tìm kiếm một người bạn đồng hành có thể giúp xây dựng tương lai tươi sáng hơn, một nhà lãnh đạo sẽ giúp đoàn kết đất nước và đưa chúng ta tiến lên, một chiến binh cho tầng lớp trung lưu, một người yêu nước có niềm tin như tôi về triển vọng phi thường của nước Mỹ. Bà Harris mô tả ông Woods hơn cả một thống đốc, là vị phó tổng thống người dân đang cần. Theo bà Harris, chiến dịch tranh cử của bà không nhằm chống lại cựu tổng thống Donald Trump, mà vì tương lai của đất nước. Trong phần phát biểu của mình, ông Walsh đã gửi lời cảm ơn bà Harris vì đã tin tưởng chọn ông. Thống đốc tiểu bang Minnesota cũng ca ngợi bà Harris là người mang lại sự phấn chấn cho đất nước, đồng thời kêu gọi các cử tri bỏ phiếu ủng hộ cả hai. Ông Sergei Sogo, thư ký Hội đồng An ninh Nga ngày 6 tháng 8, nói với Ukraine rằng nước này càng trì hoãn thời gian đàm phán hòa bình thì các điều kiện sẽ càng khó khăn hơn. Moscow tuyên bố các cuộc đàm phán phải dựa trên việc Ukraine nhượng lại một phần năm lãnh thổ của mình, phần lớn do lực lượng Nga kiểm soát, và từ bỏ mọi khả năng gia nhập Liên minh NATO do phương Tây lãnh đạo, những điều khoản mà Ukraine đã bác bỏ. Ông Sogu nói rằng, kể từ khi Tổng thống Putin đề xuất các điều khoản hòa bình, Ukraine đã mất 420 km vuông lãnh thổ và đổ rất nhiều máu. Truyền thông nhà nước Nga dẫn lời ông Sogu, cánh cửa cơ hội dành cho Ukraine đang thu hẹp. Đồng thời nói thêm rằng Ukraine đã không phản ứng và sẽ mất nhiều lãnh thổ hơn nếu chỉ hoãn lâu hơn. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tháng trước cho biết Kyiv đã chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với điều kiện chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được công nhận và tôn trọng. Ngày 6 tháng 8, ông Amadou Abramane, người phát ngôn chính quyền quân sự Niger phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng Niger sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine với hiệu lực tức thì. Trong một thông báo, ông Abramane cho biết động thái này được thực hiện là bởi chính quyền Kyiv đã ủng hộ các tổ chức khủng bố và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết về hành vi gây hấn của Ukraine. Tuyên bố cũng khẳng định dựa trên sự nghiêm trọng của tình hình cũng như sự can dự có thật và giả định của Ukraine trong hành vi gây hấn tại Mali chính phủ Niger đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine. Mali đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine vào ngày 4 tháng 8 vì bị cáo buộc ủng hộ quân nổi dậy do phiến quân Tuareg lãnh đạo. Sau đó có báo cáo cho rằng binh lính Mali và lính đánh thuê của nhóm Wagner đã chịu tổn thất đáng kể trong trận chiến gần với các nhóm chống chính phủ. Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 5 tháng 8 gọi quyết định cắt quan hệ ngoại giao của Mali là vội vàng và đáng tiếc đồng thời cho biết chính phủ chuyển tiếp của Mali chưa đưa ra bằng chứng chứng minh Ukraine có liên quan đến các vụ giữa lính đánh thuê Wagner và phiến quân Tuareg. Bộ này cho biết, Ukraine tuân thủ vô điều kiện các quy định của luật pháp quốc tế, tính bất khả gâm phạm, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác. Ngoại trưởng Úc Penny Wong ngày 7 tháng 8 cho biết, bà và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Malice đã thảo luận với Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về cơ sở hạ tầng, phát triển bền vững, không gian mạng, an ninh và ngăn ngừa xung đột. Bà Wang phát biểu tại một cuộc họp báo ở Annapolis, Maryland. Chúng tôi đã thấy được chiều sâu của sự liên kết giữa chúng tôi. Chúng tôi đã thấy được chiều sâu của niềm tin chiến lược và cũng đã thấy được sự chân thành trong tình bạn của chúng tôi. Ông Austin cho biết hai nước đang tăng cường sự hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ tại Úc nhiều máy bay ném bom của Mỹ có thể sẽ được triển khai luân phiên tới quốc gia châu Á. Học giả Trung Quốc Wang Suyun đã bị kết án vào ngày 6 tháng 8 với tội danh là đặc vụ nước ngoài tại Hoa Kỳ khi thu thập thông tin về các nhà hoạt động có trụ sở tại New York, ủng hộ nền dân chủ ở Trung Quốc và chia sẻ thông tin với Bắc Kinh. Bồi thẩm đoàn kết luận, Wang Suyun có tội với 4 tội danh bao gồm hoạt động như một đặc vụ nước ngoài mà không thông báo cho Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ và nói dối chính quyền Hoa Kỳ. Sau phiên tòa kéo dài một tuần tại Tòa án Liên bang Brooklyn, Wang có thể phải đối mặt với án tù 25 năm và bị kết án vào ngày 1 tháng 9 năm 2025. Các công tố viên liên bang cho biết, Wang, một công dân Hoa Kỳ nhập tịch, tự miêu tả mình là nhà phê bình gay gắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền để lấy lòng tin của các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hồng Kông, Đài Loan và các nhà vận động cho quyền của người Duy Ngô Nhĩ Tây Tạng. Các công tố viên cho biết, Wang đã theo dõi các nhà hoạt động và chia sẻ thông tin với bốn quan chức của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, một cơ quan tình báo. Công tố viên cũng đã buộc tội bốn sĩ quan tình báo Trung Quốc tiếp tay cho Wang. Một sĩ quan đó đang lẩn trốn và được cho là đang ở Trung Quốc. Wang, người di cư sang Hoa Kỳ năm 1994, bị bắt vào tháng 3 năm 2022. Luật sư bảo chữa Zachary Magulis Unoma cho biết, Wang đã nói chuyện với các quan chức tình báo về phong trào ủng hộ dân chủ để giành được sự ủng hộ của họ và thúc đẩy thay đổi xã hội, chứ không phải đóng vai trò là người đại diện của họ. Vì luật sư cho biết thêm, ông tôn trọng phán quyết của buổi thẩm đoàn và sẽ yêu cầu một mức án giúp quang không phải chịu nỗi thống khổ trong tù. Trong những năm gần đây, bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chấn áp cái mà họ gọi là sự đàn áp xuyên quốc gia của các đối thủ như Trung Quốc và Iran. Thuật ngữ đó đề cập đến việc giám sát, đe dọa và trong một số trường hợp cố gắng hồi hương hoặc sát hại các nhà hoạt động chống lại các chính phủ đó. Thưa quý vị, một toàn cảnh quốc tế của Đài Kỷ Nguyên đến đây xin được tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.